Sau đây mình sẽ hướng dẫn mọi người cách cài đặt các kênh trực hay là phòng ban. Thì đầu tiên mọi người vào menu cài đặt bấm OK. Rồi nhập admin của mọi người đã cài lên. Rồi sau đó chọn vào phần cài đặt ca. Bấm OK. Rồi di chuyển đến cái phần cài đặt ca nè. Mọi người bấm OK. Rồi ở đây nó sẽ có các cái ca trực để mọi người điều chỉnh. Có tổng cộng là 8 ca trực. Rồi thì mọi người bấm OK vào để chọn. Thì nó sẽ có các cái phần, nó là thời gian vào ca nè, thời gian kết ca nè, của một ca bình thường nè. Thì ví dụ như các bạn nhân viên đó bên mình làm từ 8:30 sáng thì mọi người sẽ để 8 giờ. Rồi mọi người cứ bấm nút OK để nó di chuyển sang cái vị trí khác. Rồi 30 đến 12 giờ. Rồi đây là ca bình thường, nếu mà đó là các bạn đó tăng ca thì mọi người có thể điều chỉnh để chọn là tăng ca, còn không thì mọi người cứ bấm OK. Rồi di chuyển đến cái phần ca chiều, thì ví dụ như ca chiều đi làm từ 11 giờ, từ 1 giờ rồi đến 5:30 thì mọi người điều chỉnh. Rồi mọi người sẽ tiếp tục điều chỉnh coi cái ca đó là cái ca gì. Đây mọi người bấm bên phải bên trái nha, là chọn nó là ca thường hay là tăng ca. Rồi thì mình sẽ cài bình thường là nhân viên sẽ làm từ 8:30 sáng đến 12 giờ, ca bình thường đầu tiên buổi sáng. Rồi ca bình thường buổi chiều thì sẽ là từ 1 giờ cho đến 5:30 chiều. Nếu như mà có tăng ca thì sẽ bắt đầu tính từ 7 giờ đi, thì mình sẽ để là 19 giờ. Rồi cho đến 9 giờ thì sẽ được tính là tăng ca, làm việc trong khung thời gian này sẽ tính là tăng ca. Rồi mọi người sẽ bấm OK lưu lại. Rồi là mọi người cái ca đầu tiên, tương tự mọi người cứ cài các cái ca khác mà mọi người muốn. Rồi bấm thoát ra. Thứ hai, mọi người sẽ đến với cái quy tắc ca. Mọi người bấm OK. Đây, quy tắc ca nó sẽ cho phép nè, mọi người có thể được cài cho phép cái bạn đó đi làm trễ trong khoảng bao nhiêu đó thì vẫn được tính là có mặt để chấm công. Còn thì sau cái khoảng thời gian đó sẽ tính là bạn đó vắng. Ví dụ mình cài 5 phút. Rồi thì bạn đã được quyền đi trễ 5 phút. Nếu được trễ sau 5 phút thì mình sẽ không chấm công cho các bạn đó. Tương tự với cái về sớm cũng như vậy. Nếu mà bạn đó về sớm quá 30 phút đi thì mình sẽ không chấm công cho bạn đó. Rồi tương tự với cái nhắc nhở đi muộn hay là tự động chấm công nè, thì mọi người cứ tùy chỉnh vào. Đây không cái chấm công buổi trưa hay là vào ra gì đó. Thì các cái phần này có thể nó sẽ hơi phức tạp, mọi người có thể xem ở trên cái phần sau khi mà mọi người kết nối với máy tính rồi và điều chỉnh trên máy tính thì nó sẽ thuận tiện hơn là cái việc mình cứ bấm thao tác ở đây, rất là dễ thoát cái màn hình ra nè.